Biểu cảm giống nhau đến bất ngờ của Kim Lý và Leon trên thảm đỏ. Cuộc sống gia đình Hồ Ngọc Hà luôn được cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt là hai nhóc tùy sinh đôi Lisa Leon. Mới đây, hình ảnh đăng tải cậu nhóc Leon khá nhanh dĩ khi chụp hình trên thảm đỏ. Cùng khuôn mặt nghiêm túc, dân tình đã nhanh chóng soi ra được khoảnh khắc giống nhau của hai bố con nhà Hà Hồ. Leon được xem như Kim Lý mini khi xuất hiện đầy tự tin cùng cách tạo dáng đa dạng như bố mình. Biểu cảm của Kim Lý và Leon trên thảm đỏ vô cùng thành thái. Hai bố con chung nét mặt nghiêm nghị khi chụp hình. Mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ, Kim Lý luôn gây sức hút đối với người xung quanh với khuôn mặt đầy góc cạnh và thân hình khỏe khoắn của mình. Leon cũng không kém cạnh bố khi tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu nhí. Dáng đứng chững chạc cùng khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn của Leon khiến cộng đồng mạng phải bật cười. Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận khen ngợi dành cho Leon. Lâu lâu phải đẹp trai, thần thái người ta mới nhận ra Leon là con trai của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chứ. Bình thường người ta bảo Leon giống nghệ sĩ hài, trời ơi tôi tưởng Kim Lý mini. Anh Kim Lý đứng chung nữa là thành phiên bản lớn và phiên bản nhí. Trông thì Leon nhưng mà lại rất là Kim Lý nhé. Leon đích thị là truyền nhân của bố Kim Lý. Nhiều người dành lời khen ngợi cho người mẫu nhí Leon. Dù thường ngày nhí nhố, một khi lên thảm đỏ Leon rất ra dáng người mẫu. Kim Lý tạo hình với vẻ mặt nghiêm nghị trên thảm đỏ. Hai bố con vui vẻ chơi đùa với nhau. Leon rất thích chơi đùa với bố và quấn bố không rời. Nhiều người cho rằng trong tương lai, Leon sẽ là người mẫu giống như bố mình. Không chỉ biểu cảm lúc đi sự kiện, trong cuộc sống thường ngày, cả hai gây chú ý về ngoại hình giống nhau. Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ Leon chính là bản sao hoàn hảo của bố. Người đẹp còn đăng tải bức ảnh lúc nhỏ của chồng để chứng minh cha nào con ấy. Giữa Kim Lý và Leon, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ cho biết, bà Kim hồi bé cũng có vết bớt máu và răng thưa giống Leon không lệch đi đâu được. Hình ảnh Kim Lý lúc nhỏ và mẹ. Leon sở hữu nhiều nét giống bố Kim Lý lúc nhỏ. Các nhóc tỳ nhà Hà Hồ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo không kém bố mẹ mình. Dù chụp ở góc cạnh nào thì Leon vẫn là bản sao của bố. Leon luôn mang đến niềm vui cho những người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Từ lúc chào đời, Lisa được cho là giống mẹ thì Leon chính là bản sao hoàn hảo của Kim Lý. Từ điệu cười gương mặt cho đến dáng đi Leon đều giống bố như đúc. Ngoài ra Leon cũng rất quấn bố, mỗi khi hai bố con chơi đùa cùng nhau thì khó ai có thể tách rời. Biết con thích những trò chơi cảm giác mạnh, Kim Lý liền bày trò máy bay lượn bằng tay khiến cậu nhóc cười thích thú. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.